Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Kính thưa quý vị, chăn nuôi heo nái sinh sản đang được các trại quy mô lớn, vừa và nhỏ lựa chọn rất nhiều nhằm chủ động con giống cho giai đoạn nuôi thịt, hạn chế mầm bệnh từ bên ngoài trại xâm nhập vào trại qua đường con giống và giảm chi phí trong chăn nuôi. Tuy nhiên, việc chăm sóc heo nái sinh sản yêu cầu kỹ thuật thật cao và đòi hỏi người chăn nuôi có kinh nghiệm xử lý các tình huống tại trại. Giai đoạn heo nái nuôi con được coi là thành quả của quá trình chăn nuôi heo nái, nhưng chính giai đoạn này có tỷ lệ hao hụt cao nhất. Heo con mới đẻ ra, sức khỏe non yếu, sức đề kháng rất kém. Heo mẹ trong quá trình sinh sẽ mất rất nhiều sức. Nếu không biết cách đỡ đẻ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của heo mẹ và heo con như heo con đẻ ra có thể chết ngạt, tỷ lệ nuôi sống thấp. Heo mẹ có thể sung huyết hoặc vỡ âm hộ. Viêm tử cung ở heo mẹ. Để tăng tỷ lệ sống của heo con và heo mẹ sau khi sinh có sức khỏe tốt thì trong video này Dr. Vet sẽ hướng dẫn đến quý vị về kỹ thuật đỡ đẻ cho heo nái. 1. Dụng cụ chuẩn bị cho heo nái trước khi sinh. Chuồng úm. Chuồng úm cho heo cần có khu úm riêng cho heo con. Mùa đông cần bổ sung thêm đèn sưởi để đảm bảo nhiệt độ cho heo con từ 34 đến 35 độ C. Trong chuồng úm nên trải thảm vải hoặc thảm gỗ để heo con không bị lạnh. Về dụng cụ hộ lý khi sinh, cần có bột lăn hoặc khăn lau, dây buộc rốn, kéo. Còn iodin như sản phẩm iodin A còng của VB Phạm Ma, khay hoặc thùng để đựng nhau thai hoặc dây rốn. Về thuốc hỗ trợ, biocilin 150 LA, oxytocin 10 hoặc oxytocin 20, butasan 100, energy 100 ING, keprofen. 2. Biểu hiện của heo nái chuẩn bị đẻ. Căn cứ vào lịch phối giống, heo nái mang thai khoảng 114 ngày sẽ có thời gian dự kiến đẻ. Những biểu hiện về trạng thái của heo nái như trạng thái thần kinh. Trước khi đẻ, heo mẹ thường bồn chồn, đi lại nhiều, bỏ ăn, đi tiêu, đi tiểu nhiều. Về trạng thái cơ quan sinh dục. Trước khi đẻ 1-2 ngày, cơ quan sinh dục bên ngoài có những thay đổi rõ rệt như âm môn to, phù, nhão và sung huyết nhẹ, đầu núm vú căng, to, tĩnh mạch vú nổi rõ ràng. Đặc biệt, khi có những biểu hiện sau, cần theo dõi kỹ để quá trình hỗ trợ sinh sản được thuận lợi. Bóp đầu núm vú sẽ có sữa non tiết ra, bắn thành tia thì sau khoảng 2 tiếng sau sẽ đẻ. Khi có nước nhờn và phân xu tiết ra thì sau khoảng 30 phút sẽ đẻ. Heo nái nằm, đuôi ngoắc lên liên tục, có cơn dặn thì vài phút sau heo sẽ đẻ. 3. Vệ sinh heo. Vệ sinh sạch sẽ bầu vú trước, trong và sau khi đẻ. Để đẻ ra, heo con sẽ được bú sữa đầu, được sạch sẽ. Có thể lấy nước ấm pha với cồn iodin để vệ sinh sát trùng được tốt. Vệ sinh sạch sẽ đặc biệt là nửa phần sau, trước, trong và sau đẻ để heo tránh gây bẩn vào heo con. 4. Quá trình đẻ. Khi heo con đẻ ra, cần lấy khăn khô, bóp các dịch nhầy ở trong mũi, miệng để heo con có thể thở dễ dàng. Dùng bột lăn hoặc khăn khô để lăn toàn bộ cơ thể heo con. Hiện nay thường sử dụng bột lăn vì sẽ có tác dụng làm sạch, giữ ấm và chống lại một số mầm bệnh bên ngoài môi trường. Sau khi lăn hoặc lau xong, dùng dây buộc rốn, buộc ở vị trí cách thành bụng 3-5cm. Cần buộc chặt, nếu buộc quá lỏng có thể vẫn chảy máu. Trường hợp chảy máu thì cần buộc lại, sau đó dùng kéo cắt ở phía dưới chỗ buộc 1cm rồi nhúng phần rốn đã buộc vào cốc cồn iodin. Chú ý, dây buộc rốn cần được sát trùng bằng cồn iodin trước khi buộc. Dây rốn còn lại cho vào khay đựng rốn vào nhau để tránh dây ra chuồng làm bẩn chuồng. Sau khi cắt dây rốn xong, cho heo con ra bú mẹ để được bú sữa đầu. Mùa đông nên cho heo con vào ổ úm khoảng 5 phút để heo con được ấm, tránh sốc nhiệt. Một lúc sau cho ra bú sữa đầu. Tại vị trí heo bú nên bố trí thêm bóng úm. Bú sữa đầu là việc làm có rất nhiều tác dụng đối với heo con vì sữa đầu có hàm lượng kháng thể cao giúp cho heo chống chọi lại với các yếu tố bất lợi ở bên ngoài. Ngoài ra, cho heo con bú sữa đầu làm cho heo mẹ kích thích đẻ nhanh hơn, đẩy nhau và sản dịch ra ngoài tốt hơn. Thường xuyên theo dõi những biểu hiện của heo trong toàn bộ quá trình đẻ. Nếu có biểu hiện bất thường thì phải có biện pháp xử lý ngay. Trường hợp đẻ con quá to hoặc đẻ ngược, chúng ta nên hỗ trợ để đưa con ra ngoài. Khi đẻ khoảng cách giữa hai lần khoảng 30 phút mà chưa thấy con tiếp theo ra thì chúng ta nên tiêm một mũi oxytocin để giúp tử cung tăng co bóp và để heo ra ngoài. Chú ý, chỉ tiêm oxytocin khi tử cung đã mở và đã hết đẻ. Sau khi con heo cuối cùng được sinh ra, tiêm cho heo mẹ một mũi oxytocin để tống hết nhau thai và sản dịch ra ngoài, giúp cho tử cung sạch, tránh các bệnh như sót nhau, nhiễm trùng đường sinh dục ở heo nái. Sau khi sinh, tiêm một mũi kháng sinh amoxicillin vì nó rất an toàn cho heo mẹ, giúp heo mẹ chống viêm sau
sinh, bà con có thể sử dụng sản phẩm Biosilin 150 của Interchemie Hà Lan. Ngoài ra, để giảm đau, chống viêm cho heo mẹ, có thể sử dụng thêm Keprofen của VB Pharma. Vệ sinh sạch sẽ cơ thể heo, đặc biệt là nửa phần sau để tránh nhiễm trùng gây viêm cho heo nái. Trong quá trình đẻ, có thể tiêm thêm một mũi Butasan để giúp heo có sức khỏe tốt hơn. Còn đối với những con heo quá mệt mỏi, không thể dậy được, thì chúng ta nên truyền thêm Energy 100 để giúp heo mẹ hồi sức tốt hơn. Trên đây, Dr. Vet đã hướng dẫn bà con về kỹ thuật đỡ đẻ cho heo. Nếu thực hiện đúng kỹ thuật hộ lý trong quá trình sinh đẻ, thì heo mẹ sẽ hạn chế việc mất sức và giúp heo mẹ đẻ nhanh, heo nái sẽ nhanh khỏe, nhiều sữa, giúp cho đàn heo con khỏe mạnh và nhanh lớn. Rất mong những video của Dr. Vet sẽ giúp cho bà con chăn nuôi có thêm nhiều kiến thức trong chăn nuôi. Và một lần nữa, Dr. Vet chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!